Chào đón quý vị khán giả đang đến với chương trình Ngạc nhiên chưa? Rất là ngạc nhiên là bởi vì cũng lâu lắm rồi anh em chúng tôi mới có một cái bộ trang phục nó đồng đều như vậy. Hên quá. Hy vọng là hôm nay anh em chúng ta sẽ dìu người chơi về đích. Đúng rồi, sẽ cố gắng dìu người chơi. Ủa hôm nay nó nói vậy thôi, mình tránh xa đi anh. Gì kỳ vậy, sao trở mặt lẹ vậy? Chúng ta sẽ đứng hai chiến tuyến. Xin lỗi em nha. Ừ, ủa, em ngán anh giờ. Thôi nhà ai nó về nhà đi. Nhà ai nó về đi. Tao xin lỗi em mà trời ơi. Nghĩ sao vậy? Một. Dạ thưa quý vị, em đó, gặp cái gì rồi nha. Cái này là giống như hồi đi học gì đó. Sao? Ngồi trên bàn rồi mình ranh chia. Ranh giới nè. Chưa có lấn nha. Đó nè, đó, hộp đó, quê. Hôm nay thì có hai người chơi mới đến. Hy vọng rằng hai người chơi này sẽ giúp cho chúng tôi có được một cái tình thân với họ nhiều hơn là thân với bên đây. Rõ ràng. Và không có chờ đợi lâu nữa, tôi muốn gặp người chơi để tôi gặp đồng minh của mình. Xin mời hai người chơi. Chắc có lẽ là diễn viên hoặc là người mẫu ảnh hay là ca sĩ gì đây. Giới thiệu trước đi nào, em gái. Dạ, xin chào anh Đại Nghĩa, chị Nam Thư và tất cả khán giả của chương trình Ngạc Nhiên Chưa. Em tên là Trần Kim Thủy, hiện đang là diễn viên tự do. Em là đóng phim hay đóng kịch nè? Dạ, đóng phim. Có bao giờ đóng chung với chị Nam Thư chưa? Dạ, chưa. Chúc mừng em. Mai mốt cứ nghe nói phim nào có chị Nam Thư thì né giùm anh nha. Thôi được rồi, bây giờ thì mình đã biết qua về Kim Thủy rồi. Thế còn cái chàng thư xanh áo trắng kia, tên gì, là ai, em làm công việc gì? Em xin phép được giới thiệu là em tên là Hoàng Trọng Huy, 24 tuổi và nhân viên văn phòng. Rồi, bây giờ em chọn đi ha. Em về đội ai? Em thì rất là thích phụ nữ đẹp nhưng mà không tin tưởng lắm vào những người phụ nữ có sắc. Nên em xin chọn về đội anh Đại Nghĩa. Xin lỗi Thư ơi. Thủy ơi. Dạ. Em có nghe bạn kế bên đó không? Không tin tưởng lắm vào những người phụ nữ có nhan sắc. Vậy thì em hãy về đội với chị. Hai chị em mình phải làm sao để cho đàn ông phải tin rằng phụ nữ không chỉ có sắc mà người ta còn có trí nữa. Vậy đây em. Xin mời. Chào em. Chào anh. Bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu bước vào vòng thi đầu tiên của chương trình Ngạc nhiên chưa? Bây giờ chúng ta sẽ bước vào vòng 1. Tức là vòng này sẽ gọi là vòng đoán từ khóa. Trong những cái phong bì ở đó có một từ khóa. Hai chị em mình sẽ biết được cái từ khóa đó là từ gì. Dạ. Nhưng mà mình phải nói làm sao, đánh lạc hướng làm sao để cho đội bên kia không đoán được từ đó là từ gì thì mình sẽ được một điểm. Còn nếu mà mình nói ra mà bên kia đoán được thì bên kia sẽ lấy một điểm của mình. Là mình không có điểm nào. Mình không có điểm nào. Bây giờ thì bên nào thi trước đây? Thường thường đàn ông chúng ta sẽ phải ra lăn nhường cho phụ nữ đúng không? Dạ, đúng rồi anh. Thi trước đi. Cái này là đùn đẩy trách nhiệm, không sao, không sao. Để nè, những người phụ nữ đẹp chứng minh là mình không có những có tài mà mình còn có sắc nữa nè. Mở ra số 2 nha. Hai chị em của em đã chốt từ đó chính là từ tiền. Đen hả? Tiền. 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 Tiền, ví dụ như là tiền bạc nè ha, tiền tệ nè ha, đồng tiền nè ha. Tiền giang cũng được. Tiền giang. Bây giờ muốn gợi ý sâu sâu thêm chút nữa. Rồi bây giờ sẽ gợi ý. Rồi chưa? Rồi. Dạ rồi hả? Bóc hốt gì vậy? Nắm bắt. Nắm tay em thật chặt. Nắm níu. Nhưng mà mấy cái từ đó không ráp được với chữ tiền. Dạ. Có thể là chữ tuyến đó. Thật ra là khoe cái móng tay em hiểu không? Trên móng tay có hạt kim tuyến. Em quyết định là cái gì? Tiền bạc. Em nghĩ là tiền bạc. Dạ em nghĩ. Em nghĩ là tiền bạc đúng không? Anh thì nghĩ là tiền tuyến. Không mà nãy bạn Thủy có kêu là không phải rồi. Em tin hả? Không lẽ bây giờ mình nói ra cái Thủy nó kêu đúng rồi đó anh. Em thích quá chàng trai này ngây thơ vậy. Đúng rồi đó anh. Chốt đi. Rồi chốt. Anh em chúng ta thống nhất với nhau nha. Tiền tuyến. Đúng sai gì chơi luôn ha. Mới có một điểm đầu tiên. Đúng rồi. Cần là tiền tuyến. Tiền tuyến. Nào, sau khi Thư công bố đáp án, mong là quý vị khán giả hãy cho Thư và Thủy một tràng pháo tay nha. Đáp án của chúng ta đó là gì? Bóp tiền. Và anh Nghĩa đừng có trách là nói em giải thích em mà gợi ý không đúng nè. Bóp. Thầy chỉ bóp điệu quá. Vậy là biết liền. Thôi được. Chúng ta đã không nghĩ ra cái động tác này làm tắt bóp. Không nói nhiều nữa. Nhờ bóp như vậy mà đội chúng tôi đã ghi được một điểm. Hay lắm.
chờ xem anh em chúng tôi phục thù nha. Đây, số này là số 1. Ok, rồi. Rồi, có rồi. Linh. Đó là chữ Linh. 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 Linh Thiên. Đúng rồi. Linh là có Linh Thiên, Linh hồn. Linh hồn. Linh hồn. À, linh vật. Linh tinh. Linh tinh. Muốn không tôi diễn tả cho. Rồi, gợi ý đi anh. Linh. Chắc là linh hồn đó chị. Linh hồn hả? Linh hồn. Mặt hoang mang. Linh. Linh. Thôi mình chốt đi em ơi, mình nhanh gọi chính xác đi. Một là linh hồn, hồi nãy hai là em nói linh gì? Linh thiêng. À, linh thiêng đi, linh thiêng đi. Và đội của Nam Thư và Thủy chốt đáp án là Linh thiêng. Linh thiêng. Và từ khóa của chúng ta đó là chữ lung linh. Cái lung ở đâu trong cái diễn đảo? Dạ đây. Đứng yên thôi là được rồi. Đứng yên thôi là được rồi chị. Anh đừng tự lung linh rồi. Không hề. Có nghĩa là sao? Trời ơi. Không có giống quá, rạng rỡ quá. Cái gương mặt ngỡ ngàng, cái vai ta rung rung vậy nè. Không đi. Đây nè, lung linh đâu nè. Không lẽ bây giờ, không lẽ bây giờ anh chỉ vậy? Đúng rồi. Rồi. Ai làm cụ thể vậy? Vì cái áo xương xa lấp lánh trên cầu vai của anh Nghĩa mà đội Nam Thư đã không ghi được điểm nào. Và chúng ta ghi được 1 điểm. Và bây giờ chúng ta tiếp tục nào. Số 4. Cái này hơi căng nè. Rồi, tụi em hỏi ý. Rồi. Rồi, đó là từ gì? Sau khi hỏi ý thì em quyết định từ của em sẽ là từ đô. Đô. Chữ đồn. Ôn ôn đồn đồn huyền đồn. Đồn đại nè. Đồn bót nè. Lời đồn, tiếng đồn. Gợi ý không? Gợi ý. Gợi ý. Đồn điền, đồn trại. Có vẻ bên kia có vẻ... không phải đâu, anh nghĩ không phải đâu. Gõ gõ gõ. Gợi ý 2 đi. Gì mà trai trét dữ vậy ta? Đồn đại, lời đồn. Gõ 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 dày. Đồn điền. Đồn điền. Điền. Điền, giống như điền chữ vô dạ. Vậy đó hả? Rồi, anh em chúng tôi quyết định đó là chữ đồn điền. Cái gì? Đồn điền. Em nói gì? Đồn điền. Ý sao mà đoán đồn điền trời? Bởi vì đúng rồi. Yeah. Chính xác đó chính là đồn điền. Hay quá. Tại vì em gợi ý hay đó, em gợi ý điền vô trống thấy không? Như vậy là chúng ta ghi được 1 điểm. Bây giờ sẽ là cái từ khóa cuối cùng mình sẽ gợi ý cho mình đã nói nha. Hồi nãy anh Nhi bên em có gợi ý chữ tiền rồi phải không? À đúng rồi, bắp tiền. Thì bây giờ anh cũng sẽ gợi ý lại cho hai em chữ tiền. Kim tiền. Tiền bạc. Tiền tài. Tiền tài. Gợi ý, gợi ý, gợi ý. Tiền. Thu tiền hả? Ban tiền. Phát tiền. Dung tiền. Vung á, vung á. Vung tiền qua cửa sổ đó hả? Ờ, đúng rồi, vung tiền qua cửa sổ đó. Hay là tiền tuyến. Tiền tuyến ở đâu? Hay là kim tuyến trên áo nữa. Rồi bây giờ chị, em là khách mời, chị sẽ rất là tôn trọng ý kiến của em. Hay là theo chị Nam Thư, vung tiền đi. Ok. Đáp án vung tiền. Vung tiền. Đó là ý kiến của Thủy. Và cuối cùng, từ khóa của chúng ta đó là từ tuyến. Thì kim tuyến là trên tay chị kìa. Tại sao tôi làm như thế này? Đúng rồi. Tiền tuyến là cái gì? Là những người đi phía trước, đúng không? Người ta nói tiền tuyến và hậu phương. Như vậy là đưa canh ra tiền tuyến, em ở lại hậu phương. Đó. Trời ơi, anh nghĩ là cái ngôn ngữ hình thể có nghĩa là bất chất luôn á. Chúng ta ghi được 1 điểm. Kết thúc vòng thi thứ nhất, đội chúng tôi chắc chắn là lẹt đẹt đi theo sau đội của anh Nghĩa. Nhưng chưa kết thúc ở đó đâu, mọi chuyện vẫn còn tiếp tục. Nào bây giờ chúng ta cùng đến với vòng 2 của Ngạc nhiên chưa. Ngạc nhiên chưa.
Chúng ta đang ở vòng 2 của chương trình Ngạc Nhiên Chưa. Vòng này thì đội của chúng tôi đang có 3 điểm, còn đội bên kia đang có 1 điểm. Anh Nghĩa à, cái chuyện đó anh không cần phải nói, bởi vì trên màn hình đã hiện ra hết rồi. Anh phải nhắc lại để cho các em có động lực đó mà. À không sao. Trên đây có 6 con số. Mở đội sẽ có một người lên đó, chọn một con số bất kỳ, lật ra phía sau, coi từ khóa là gì, đọc gợi ý cho người bạn của mình nghe. Sau đó mình sẽ diễn tả bằng động tác, tuyệt đối không nói, nha. Mình chỉ diễn tả bằng hành động thôi. Và người ngồi dưới, nếu đoán được đúng cái từ khóa mà mình đang diễn tả đó, thì mình sẽ có được 3 điểm. Hồi nãy bên em đi trước rồi. Bây giờ mình đi trước đi ha. Dạ. Rồi, mời em lên trước. Em thích số mấy? Thích số 5. Rồi, chọn số 5 đi. Đây là một cụm từ chỉ hành động. Rồi. Bắt đầu nha. Hái nấm. Cắt cỏ. Sách. Đi chợ. Đi. Một cái ô gì đó hả? Một cái tủ gì đó. Trên trời. Gì? Bóc hốt. Bóc. Gặt lúa. Cây lúa. Báo vỏ. Cái gì vậy? Giờ rồi. Rồi, được rồi. Cảm ơn em. Dạ em đã coi từ đó. Vậy anh em làm thử nghĩ đoán không nha. Mua sắm. Chính xác. Trời ơi. Từ đó là mua sắm. Trời ơi. Em làm cũng gần giống rồi mà. Em làm gì nè? Mua sắm là sao? Mình phải quan sát, mình phải lựa chọn. Ngó nè. Rồi, quan thử nè. Ướm thử đồ nè. Bỏ xuống. Rồi, móc tiền ra trả. Mới làm mua sắm. Em cũng có móc tiền đó. Thôi anh thông cảm, em không phải là diễn viên. Cho nên làm diễn nó chưa có sâu lắm. Trời. Trong khi chị Thư chỉ làm có một nét một anh đoán ra liền, thấy không? Chỉ có tiếc là anh em chúng ta không lấy được 3 điểm. Yeah. Đấy, lên em. Rồi, em cứ thích số này em chọn số đó em. Em chọn số 7 cũng được nữa. 2 đi. Đây là một cụm từ chỉ nghề nghiệp. Bơi lội. Lùa. Vệ sinh. Quét rác. Đùa dịch. Tiếp đi, chị không đoán ra được. Hết giờ rồi. Giật đồ. Anh sẽ lên anh làm cho Nam Thư coi. Bảo vệ. Võ sĩ. Vệ sĩ. Yeah. Đó. Hồi nãy em làm là dẹt ra nè. Vệ sĩ. Em làm dẹt vậy không được, em phải làm đúng như anh nghĩ là có vỏ đánh được, tức là bảo vệ vỏ này kia, phải bảo vệ cái đối tượng của mình đó. Lần này thì đội của Nam Thư với Kim Thủy vẫn không ghi được 3 điểm. Giờ nè, anh em mình là diễn viên. Đúng rồi. Mà diễn hai đứa đoán không được. Không được là thôi, là hai anh em nắm tay đi về luôn. Là nhục lắm đó. Bây giờ hai anh chị sẽ diễn tả cùng một lúc, các em sẽ đoán cùng một lượt. Đoán liên tục nha. Dạ. Bên nào đoán trước, đoán đúng sẽ có được 3 điểm. Giờ chọn số 6 nha. Rồi xong. Đây là tên một bộ phim. Năm. Nàng tiên có 5 nhà. Yeah. Nàng tiên có 5 nhà. Em có xem qua phim này chưa? Hèn chi mặt nhỏ ngơ ngác. Em xem phim này chưa? Dạ em có đi họp báo. Có đi họp báo hèn chi. Bé nó biết liền lập tức à. Năm thấy không, nàng tiên trời ơi dễ thương quá. Lên đây, hai đứa lên đây. Như vậy là với cái phần thi cuối cùng này, Kim Thủy đã xuất sắc chiến thắng, mang về cho mình được 3 điểm. Kết thúc vòng thi thứ hai, đội anh em tụi em thua có chút xíu thôi, thua có 1 điểm 1 thôi. Chúc mừng em, hai chị em cố gắng ở vòng đặc biệt nha. Còn anh em chúng ta sẽ ra về với 3 điểm. Em xin chào tạm biệt. Em vui quá anh Nghĩa. Anh Nghĩa ơi. Vui lắm. Anh biết em vui mà. Rất vui khi là chị em chúng tôi đã dắt tay nhau vào thẳng vòng đặc biệt. Quý vị khán giả quay trở lại với vòng đặc biệt của Ngạc Nhiên Chưa. Và bây giờ
là giây phút hồi hộp nè. Đó, trong vòng đặc biệt này sẽ có những nhân vật rất là đặc biệt xuất hiện. Đó, bây giờ chúng ta sẽ cùng chào đón nhân vật đặc biệt đó. Xin mời Mr. Ngạc Nhiên. Xin chào Mr. Ngạc Nhiên. Công nhận Mr. Ngạc Nhiên có một bộ đồ ha, nguyên chương trình mặc một bộ màu rất nhu. Mr. Ngạc Nhiên có vai trò gì trong vòng này? Tức là Mr. Ngạc Nhiên sẽ đứng đó và Mr. Ngạc Nhiên sẽ trình diễn theo lời bài hát. Trình diễn theo cái lời bài hát đó nhưng mà trình diễn bằng hành động. Chúng ta ở dưới này, hai chị em mình sẽ đeo tai nghe và nghe nhạc. Thì mình không có nghe được lời bài hát, mình sẽ dựa theo hành động mà Mr. Ngạc Nhiên diễn trên đó là mình đoán tên bài hát đó là gì. Nhưng dòng đặc biệt thì phải có sự đặc biệt. Đặc biệt ở đây là em có quyền cá cược số điểm của mình. Ví dụ như chúng ta đang có 4 điểm thì chúng ta sẽ có quyền cược. Ví dụ muốn cược hết 4 điểm, cược hết 4 điểm nếu lần đầu tiên coi Mr. Ngạc Nhiên trình diễn mà chúng ta đoán chắc chắn tên bài hát, chúng ta có quyền nói thẳng ra tên bài hát và chúng ta sẽ được nhân 4. Nhưng mà chúng ta cảm thấy không hoang mang quá, chưa hiểu thì chúng ta xem lại một lần thì cái số cấp số nhân đó sẽ tuột xuống, chỉ còn nhân 3. Nhưng chúng ta sẽ có thêm một gợi ý. Đó, như vậy em muốn coi lại, xuống nhân 2 có gợi ý là hết. Rồi em hiểu chưa? Dạ hiểu rồi. Rồi giờ cược nhiêu? Em có 4 điểm, em sẽ cược 2 điểm. Cược một nửa đúng không? Dạ. Mr. Ngạc Nhiên, chúng tôi xin xác nhận lại một lần nữa, chúng tôi cược 2 điểm. Và bây giờ để ta nghe. Khi biết em mang kiếp cầm ca, đêm đêm phòng trà dâng tiếng hát cho người buồn. Bỏ tiếng nhân vui hỏi rằng anh ơi tên. Còn yêu em nữa không? Đi theo tim đi theo. Đừng nói nữa. Im lặng. Em nghĩ rằng đời người ca đứng đây đang thương hả? Và đang được yêu. Về tình yêu. Xin cảm ơn Mr. Ngạc Nhiên. Và sau khi Mr. Ngạc Nhiên thể hiện hành động qua lời bài hát thì đội chúng tôi dưới này không hiểu gì hết. Em biết gì không? Không. Thì bây giờ chúng ta nãy giờ em suy diễn rồi đó, mình không ra được thì chúng ta còn quyền đó là gợi ý là nhân 3. Gợi ý ha. Dạ, gợi ý. Bóc gợi ý nha. Tên bài hát có 2 từ. Rồi. Vì sao? Vì sao khi anh đi hả? Không, trong lời bài hát nó không có khớp với cái hành động. Vì sao khi anh đi anh đã không... Nếu mà biết vì sao khi anh đi anh đã không ôm lấy anh hỏi người. Không phải. Em không biết. Thôi, gợi ý lần nữa. Gợi ý cuối cùng. Lời bài hát có tổng cộng 5 từ yêu. Giống mưa 2 chữ. Rồi bây giờ đeo hết bao nhiêu coi đoán hành động nè. Khi biết em mang kiếp cầm ca, đêm đêm phòng trà dâng tiếng hát cho người buồn. Bỏ tiền mua vui hỏi rằng anh ơi còn yêu em nữa không? Đừng nói nữa. Im lặng. Em nghĩ rằng đời hát. Người ca sĩ đang thương và đang được yêu. Tình yêu, em sợ tình yêu. Vì tình yêu như là hương hoa. Lỡ mai sau em mất người yêu, em khổ thật nhiều. Ngày mai trên đường phố này, những đêm khuya có anh đưa về sau. Xa lìa anh đèn, có anh đưa em về bên like. Xong rồi, Em không,
Em đoán ra được chưa? Em không đoán được. Em không đoán được, chị cũng không đoán được, khó quá. Bản thân chị là cũng người rất là ít nghe nhạc nữa. Dạ, tụi em là người những người rất thật thà. Tụi em đã không đoán được và không cho ra kết quả được. Bây giờ đứng suy nghĩ tới sáng thì cũng như vậy. Nên Mr. Ngạc Nhiên ơi, tụi em bó tay và tụi em rất muốn biết được tên bài hát đó là bài gì. Nếu muốn biết bài hát này là bài gì thì xin nghỉ giấy lau trong vòng giây lát. Trở lại cùng với Ngạc Nhiên Chưa. Và tụi em rất ngạc nhiên, bởi vì sao? Sau khi coi Mr. Ngạc Nhiên diễn xong, hành động xong, tụi em không thể nào đoán ra được tên bài hát là bài gì. Nên bây giờ phải cậy nhờ vào Mr. Ngạc Nhiên. Mr. Ngạc Nhiên, ok. Rồi, coi nha. Khi biết em mang kiếp cầm ca, đêm đêm phòng trà dâng tiếng thuốc cho mình, hỏi rằng anh ơi còn yêu em nữa không? Đừng nói nữa anh ơi, xin đừng nói nữa làm gì. Em nghĩ rằng đời người ca sĩ đang thương và đang được yêu. Tình yêu, em sợ tình yêu. Vì tình yêu như là hương hoa, lỡ mai sau em mất người yêu, em khổ thật nhiều. Ngày mai trên đường phố này, những đêm khuya có anh đưa về xóm nhỏ, xa lìa anh đèn, có anh đưa em về bên mơ. À, cái hành động mà Nguyên Hoa là cái gì đây? Trời, em tưởng đó là tạm thấy sự chụp hình đây hả? Dạ, bài này có tên là Tình Đời. Tình Đời, vâng. Với tên bài hát là Tình Đời. Và chị em tôi không đoán ra được và cũng thấy tình đời rất là đổi thay, tình đời rất là trắng đen. Và chúng ta đã mất đi số điểm mà chúng ta đã đặt cược. Vậy thì hiện tại bây giờ Thủy chỉ còn 2 điểm. Nhưng không sao cả, rất cảm ơn hôm nay Mr. Ngạc Nhiên đã rất là cố gắng và hửi hương hửi hoa cho tụi em hiểu. Rất cảm ơn Thủy đã góp mặt trong ngày hôm nay. Chương trình Ngạc Nhiên Chưa do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty Đông Tây Promotion thực hiện, được phát sóng vào lúc 19 giờ vào thứ tư hàng tuần trên kênh HTV7. Xin chào và hẹn gặp lại.